Rồi, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho em một clip gồm 8 cây cần câu súp, cần câu lục. Chia cho anh em câu lục lục gần bờ, đánh dọc bờ biển. Để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em quay thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đến lên cây thứ nhất cho mọi người xem nha. Cây thứ nhất là một cây neo hàng carbon gold, ngoại hình rất là ok, phen là phen Fuji đó, tất cả phen ok, ngoại hình cây này còn rất là bóng nha anh em, rất ít dứt xước, tem sức nội địa Nhật, báo tà bát Fuji, cây này là cứng 80, dài 3m9, thu gọn là 95 cm, nặng là 450 g, đọt là 2,5 ly, cứng 80, ngoại hình khá ok nha anh em. Cây này thì là carbon sắn chìm nha anh em, rất là mới. Anh em đi đánh lục gần bờ, đánh gần thì lấy cây này đánh cũng rất là ok nha, đánh câu dạt bờ biển. Đây phần đọt đến đây đó, nói chung là cây này carbon sắn tích, đọt các là cứng nha anh em, đọt cứng tầm khoảng đọt cứng 80 nha, theo thông số của cần đó. Đây cây này thì hai phen nó bị do tăng giảm nhiệt độ thì nó sẽ bị nứt nè, đây em bảo hành hai phen này cho mọi người luôn nha, đó phen này nước nói chung là nhỏ thôi, không nhiều, đúng chính xác là hai phen luôn. Đây chỗ này đó. Nói chung là cần nứt phen thì em sẽ nói cho mọi người. Ngoại hình rất là ok nha anh em. Cây số 1 giá 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 2, một cây hàng Daiwa carbon 2 da, phen bát Fuji. Cây này cây carbon 2 da Super World, độ cứng là CX, bát là bát Fuji FS7 Super World, 20 3m6, cứng CX nha anh em, hàng carbon 2 da, hàng sản xuất tại Taiwan nha. Đó, hàng sản xuất là khổ ghê. Cây này thì thu gọn 100 cm, nặng là 280 g, đọt là 2,2 ly, độ cứng rơi vào tầm khoảng 50-80. Cái này chất liệu carbon 2 da. Cái này anh em lấy câu tra cũng ok. Đọt cái này, thằng đọt đó. Carbon sắn chìm nha anh em. Bù nữa đây. Cây này thì đọt 2,2 ly, độ cứng tầm 80-50, khá cứng nha anh em, cứng khá cứng so với cần tay á. Đây đọt đó, đây đọt nó cong thế này đó, bán là test đọt cho anh em luôn. Cây này cây số 2 giá công khai cũng là 1,2 triệu nha anh em, phen là phen Fuji nhá, 3m6, giá 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 thì với cây này là một cặp, vẫn là cứng 20, vẫn là 20 3m6 CS, hàng Power Sub, ngoại hình cũng còn khá là ok nha anh em. Đọt 2,2 ly, cứng 50-80, bát là FS7. Nói chung thì cần này nó xuất sắc theo thời gian đó. Carbon vẫn là carbon 2 da. Rất là đẹp nha anh em. Đọt thì đọt carbon sẵn quân, phen là vẫn là phen Fuji nha anh em. Đọt nó đây. Nói chung thì test đọt cho anh em xem luôn đó. Rất là cứng.
Rất là cứng nha anh em, cứng tầm khoảng 50 80 á. So với cần hai khúc nha. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai vẫn là 1 triệu 2. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần trên lệch giữa 4m5, hàng chất liệu là carbon. Cây này thì bát là bát Fuji, hàng nội địa Nhật, hàng xuất nội địa anh em, tem hàng là hàng carbon. Cây này 4m5, thu gọn 100 cm, nặng 560 g, đọt 2 ly 4, cứng tầm 50. Bát là bát Fuji, bát gập. Nói chung là cây này rất là mới, ngoại hình khá là ok. Đó. Anh em đánh lục gần bờ, tập câu thì nên quất mấy cây này. Cây này giá cũng bèo nhèo thôi. Nói chung là cần còn khá là ok anh em. Đọt carbon sáng quăng. Bu Fuji luôn nha. Phen là phen Fuji. Đọt đó đây. Đọt khá cứng nha anh em, cứng giờ tầm khoảng 50. Giá công khai nha anh em, giá công khai cây này là 750k, cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 vẫn là cây Katin 4m5, hàng tem xuất nội địa Nhật, hàng carbon nha anh em. Cây này thì màu tím, tím ánh kim. Cây này thu gọn khoảng là 100 cm, nặng 550 g, đọt là 2 ly 4, cứng tầm 50. Ngoại hình khá là ok nha anh em. Được sơn tím ánh tim, tím. Rất là ok anh em, hàng màu tím. Đọc nó đây. Nói chung là khá ok, ngoại hình khá ok nha anh em. Carbon đây. Sử dụng phen là phen Fuji nha anh em. Cứng nó rơi vào tầm khoảng 50 so với cần hai khúc. Rồi, giá công khai. Giá công khai cây này khoảng là 750k, cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là cây Enzon. Cây này hàng 30 3m9. Lóng ngoài sẽ là carbon hai da nha anh em. Tem nội địa Nhật, tem xuất nội địa Nhật nha anh em. Bát vẫn là bát Fuji FS7 Taco Enzon. Cây này thu gọn 108 cm, nặng 340 g, đọt 2 ly 3, cứng so với cần hai khúc sẽ tầm khoảng 80 nha anh em. Cứng nó rồi tầm khoảng 80. Carbon trong thì carbon sáng quăng, quăng chìm. Khá đẹp nha anh em. Phen là phen Fuji. Đọt ở đây ok. Đọt nó đọt cứng nó ra tầm khoảng 80. Là công của đọt đây. Khá cứng nha anh em. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai cây này là 900k nha. Cây số 7. Cây số 7 900k. Để em lấy hai cây này qua. Cây số 8. Cây số 8 vẫn là một cây cần 4m2, cần lục. Phen là phen Fuji, bu Fuji luôn. Suho gì đó.
Có tem sức nội địa Nhật nha anh em. Càng carbon hai da. Lóng ngoài thôi, lóng ngoài carbon hai da. Khá đẹp. Cái càng này 4m2, thu gọn 115 cm, nặng 380 g, đọt 2 ly 2, cứng tầm 80. Phen bát Fuji. Carbon ở trong thì carbon sắn chìm nha anh em. Rất là đẹp nha. Cần thì em bán, cần thì em soi cận cảnh cho anh em hết luôn. Bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em quay thì anh em phải trả về cho em. Đây, cây này nó rơi vào tầm khoảng cứng tầm khoảng 80 nha anh em. 80 so với cần 2 khúc. Rất là cứng nha. Em nắm em kéo nó cong gì nè. Nói chung là cứng lắm. Cây này cứng lắm, cứng. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai 900k. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Cây số 8. Cây số 8 là cây Elta. Cành này còn khá mới nha anh em. Cây này sản xuất tại Korea. Đó, còn tem thì em nói. Cây này là 25 4m5, hàng carbon cutter. Đó. Carbon sáng quang chìm, độ mới nó gờ tầm khoảng 90%, 95 so với cần. Bát là bát Fuji, phen vẫn là phen Fuji. Không nứt bể gì hết, bu Fuji luôn. Carbon vẫn là carbon sáng quang nha anh em, rất là mới. Cây này độ cứng so với cần 2 khúc nó gờ tầm khoảng 50 80 nha. Cũng rất là cứng nè, buông ra nó búng nè. Đó là tổng cộng 80 cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em cần thông tin gì thêm thì anh em có thể alo thẳng với em, số điện thoại để trên góc, hoặc có thể comment ở dưới phần bình luận để em trả lời với anh em, tại vì em chưa đánh qua cần lục hoặc cần ISO. Bởi vậy em cung cấp thông tin có thể thiếu cho anh em cần. Rồi, cảm ơn anh em.